Rồi, mình có cái nguồn tổ ong 24V nhé. Đây thông số đây. 12V 15A. Hôm nay mình sẽ dùng cái tải giá này để mình test thử cái nguồn tổ ong này nhá, xem có được 15A không nhá. Rồi, cấp nguồn cho nó đây. Ok. Đây, của mình đang báo là 23,9V nhé. Đấy, bắt đầu tăng dòng xả cho này. Đấy, bắt đầu lên nhá, tăng nha, 1,75 này. 2,2 này, 2,6 này, quạt vẫn chưa quay nhá, chưa nóng mà. Rồi, bắt đầu tăng tiếp nhá. Thì khi nào cái này nó tụt áp là lúc đấy là cái nguồn của mình nó không 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 tải được nha. Bây giờ đang báo 23,5V. 8A rồi. Lên công suất 219W rồi. Đó, tăng tiếp nha. 23,3 vẫn giữ nguyên áp nha. 14 13 14A rồi. Đấy, quạt quay này vẫn chưa tụt áp anh em nhá. Đấy, được 15A nhá. Rồi, 15A thử tăng lên tí nữa này, nó tụt áp này. 6A. Đấy, bắt đầu tụt rồi nhá. 7A. 8A. Lên 437W rồi này. Đấy, xem được 500W nhá. Đấy, lên 500W luôn. Xong rồi anh em nhé, đây là cái mạch tải giá hoàn thiện của mình nhá, cũng đơn giản thôi. Thì mình dùng hai con chan công suất lớn này. Đấy, con này là 2SA1943 rồi, mỗi con chịu tải được khoảng 15 ampere nhá.
Mình dùng con LM358 này. Đấy. Và dùng một cái tăng áp, cái mạch tăng áp mình bút lên là 30V nhá. Đấy, để làm sao để mình có thể điều chỉnh được cái áp để nó ngắt nó cái dải rộng hơn nhá. Đấy, hiện tại mình đang để 10V này. Thì mình đi qua con chiết áp này. Chiết áp 10K này. Đó. Chiết áp 10K này thì nó sẽ phân áp cho cái chân số 3 nhá. À xin lỗi, chân số 2. Chân số 2 của con LM358 này. Đấy, cho em xem. Đấy, cái chiết áp đấy nó sẽ phân áp từ 30V chiết dải 30V trở xuống nhá. Thì mình muốn nó ngắt ở cái dải cái điện áp nào thì mình sẽ cấp cái chiết áp đấy vào chân chân số 2 này. Còn chân số 3. Đấy, chân số 3 thì mình đi để đo đo tải nhá. Đây chân số 3 đây. Chân số 3 để đi đi đo đo cái của cái tải mình nó xả bao nhiêu này. Khi nó xả đến cái ngưỡng của chân số 2 mình set ấy thì nó tự động nó ngắt luôn. Cái mạch tăng áp này chỉ có mục đích là mình tăng lên 30V đấy để cái dải áp mình có thể là điều chỉnh được nó rộng hơn nhá. Rồi, cái chân số 1 là chân xuất tín hiệu ra để điều khiển cái con tải này đóng ngắt này. Đi qua một con chở 10K này. Chở 10K sẽ đi vào chân đây, chân B. À nó sẽ đi qua con nó sẽ đi qua con này nữa. Con 100K này nhá. Con vi chỉnh này. Xoay được nhiều vòng này. Đấy, con này 100K. Để mình phân áp luôn chân số 1, chân số 2 và chân số chân này là 13, chân số 2 thì nó sẽ đi từ đây, cái chân từ con biến trở ra nhá, nó sẽ đi vào đây. Đó, đi đi vào chân chân này là chân chân 3 này. Đấy, thì nó phân áp chân số 2 nó đi vào chân B của con tiếp 41C nhá. Đấy. Đấy, và nó sẽ mở chân B, nó sẽ mở mở nó con chiết áp này nó sẽ điều chỉnh dòng của cái tải mình muốn dòng lớn hay dòng bé thì nó sẽ điều chỉnh nhá. Rồi. Có cái mạch đây mình tạm thời mình đấu vào cái con MOSFET này để điều chỉnh con quạt này, đi qua con NTC con biến trở nhiệt này nhá. Khi nó nóng cái này nóng lên thì bắt đầu quạt nó quay này, quay nhanh quay chậm này. Thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Hiện tại thì mình đang set 10V thì nó ngắt này. Đấy, cho anh em xem cái bây giờ nhá, bắt đầu mình tăng tăng nó lên này. Tăng nó lên thì cái đèn đèn báo này nó sáng nhá. Là cái tải nó đang chạy rồi. Cho nó lên 11V đi, 12V nhá. Ví dụ cái tải của mình đây. Thì nó đang đây, điều chỉnh cái dòng xả nhá. Bạn cái này. Đấy, bắt đầu tăng này. Đấy, dòng xả nó tăng lên anh em nhá. Tăng này, đó. Cái này là điều chỉnh dòng xả của tải nhá. Đấy, tăng giảm này. Thì cái nguồn này của mình nó chỉ nó bảo chỉ ba hơn ba là nó ngắt rồi đó, nguồn của mình đấy lên này là nó ngắt rồi, tắt bật lại giảm đi nhá, giảm đi ra, giảm cho nó tầm 2 A thôi, 2,4 A thôi. Rồi. Thì khi mà tải chạy thì cái đèn này nó báo sáng nhá. Để led nó báo sáng. Là cái đèn này lấy một chân từ cái con chân số 1 của con LM358 này. Đấy. Thì nó xuất điện dương ra thì nó con led này nó sáng này. Một đầu cấp với âm. Đây. Bây giờ mình ví dụ như là cái nguồn của mình nó đang nó xả thì nó xả về đây nó xả về 10V nhá. À, quạt bắt đầu quay này. Đấy, quạt bắt đầu quay rồi, anh em nghe tiếng quạt chưa? Đấy, quay nhanh rồi, nóng rồi đấy.
Đây, đấy, anh em nhìn cái con led này. Nhìn con led nha. Đấy, cho anh em nhìn. Tăng lên này. Đấy, con led nó sáng này. Giảm đi. Tắt luôn, tắt led nha. Tắt led thì là nó ngắt tải rồi. À, đây. Báo dòng không không vôn này. À không ampe này. Bây giờ mình lại tăng lên này. Đấy, tăng lên là trên cái ngưỡng này là bắt đầu là tải nó lại chạy nhá, led sáng này. Rồi. Hoàn thiện rồi anh em nhá. Bây giờ mình chỉ việc đóng vào hộp thôi. Đây, quạt quay đấy. Đấy. Quạt quay vò vò đây. Quạt quay nhá. Cái này cái con NTC con biến trở này nó nóng lên nó quay này. Đấy, mình thử chập lại cho anh em xem này. Đấy. Quay kích mù luôn nhá. Rồi, cha. Giờ mình sẽ thực hiện đóng cái hộp nhá. Đây anh em nhá, cái tay giả của mình này. Đây, mặt sau nhá. Tí mình sẽ rút cho nó gọn cái dây lại. Đây con điện trở sân này của đồng hồ nhé. Công tắc bật đây, bật tắt đây. Quạt tản nhiệt đây. Hai con chan công suất lớn đây. Dây mình đi dây đôi nhá. AVKG đi qua con điện trở sân, đi qua tải và về đầu của test tải âm nhé. Rồi đây dây dương mình đi ra đôi đây. Pin cấp nguồn cho cái bộ tải giá của mình nhá. Đây, cắm sạc nguồn vào đây. Mạch của nó đây. Đấy. Rồi mặt trước nhá. Lỗ thông hơi này. Đấy, mặt trước của nó đây. Rồi. Trái thì đây, tắt nguồn này. Rồi. Bắt đầu đây là hai rắc để mình cấp nguồn vào để test nhé. Quạt đây, thông hơi đây. Cái đồng hồ đó vôn này là có nhiệm vụ là để mình set cái mức mà nó ngắt ngắt tải nhá. Rồi, bật đây. Đấy, khi bật thì bắt đầu là hai đồng hồ hoạt động nhá. Bây giờ là chưa có tải đâu. Đây, tải mình muốn test cái đồng cái máy cấp nguồn này nha, thử test nha. Thì bây giờ mình cấp thẳng vào đây luôn. Đây, máy cấp nguồn đây. Mình không có cái có mỗi hai cái đầu kẹp cá sấu thôi, thì mình kẹp thẳng vào đây luôn nha. Đây. Bật này. Test thử cái nguồn này, bật này. Đó. Đây. Bật cái là nó bắt đầu là tải chạy luôn nhá. Thì mình thấy trên cái đồng hồ này thì nó xuất ra 1,6 ampe, nhưng mà trên cái đồng hồ đo của tải thì nó ra tận 3,3 ampe cơ. Không hiểu sao có sự chênh lệch này nhá. Đấy. Rồi. Đây là cái chỗ này là để set ngắt an này, mình để tầm 10V nhá. Và bây giờ cái này mình ví dụ là cho nó tụt về đây anh em nhá. Xin lỗi. Rồi. Tụt này. Đấy, tụt dần nhá. Cho tụt về 10V là bắt đầu nó ngắt cái đây cái đèn led mà báo tải chạy đây nhá. Rồi. Đấy. Về 10,1V là tải ngắt này. Dòng ra này, ngắt luôn này. Đấy, dòng ra đồng hồ này ngắt luôn này. Đấy. Bắt đầu quạt ngừng quay này.
tăng lên này. V 16V đấy. Đầu đấy nha. Hết cái này của mình hết pin rồi. Thì tí mình thử lấy cái nguồn tổ ong mình test công suất của nó xem được bao nhiêu.